ngồi ghế ma ám, vừa chống lưng vừa hở sườn, Tô dễ bị chầu ông bà. Ván cờ chính trị rồi cũng sẽ ngã ngũ, không thể để chiếc ghế Chủ tịch nước Việt Nam chống chủ lâu được. Muộn nhất là đến hội nghị Trung ương lần thứ 9 sẽ phải chốt xong các vấn đề về nhân sự. Tuy nhiên, dù chưa tới hội nghị Trung ương 9, nhưng đã có thông tin rò rỉ cho biết ông Tô Lâm sẽ làm Chủ tịch nước, ông Phan Đình Trạc sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Duy Ngọc sẽ sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và ông Lê Minh Chí sẽ là Trưởng ban Nội chính Trung ương. Nếu thông tin này là sự thật thì có thể nói đây là một thất bại cho Tô Lâm, bởi Tô Lâm không những không đưa được đệ tử ruột lên làm Bộ trưởng Bộ Công an, mà ngược lại một trong hai đệ tử này bị phe Bảo Hoàng tống ra khỏi Bộ Công an. Hiện nay Bộ Công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc được xem là tay trái và tay phải của Tô Lâm. Nếu Nguyễn Duy Ngọc bị đẩy ra khỏi bộ thì xem như Tô Lâm đã gãy một tay. Trần Đại Quang ngồi ghế Chủ tịch nước vừa chống lưng vừa hở sườn nên đã phải nhận cái kết quả cay đắng, đó là bị chết bất ngờ. Ngồi vào ghế Chủ tịch nước mà không nắm chắc được Bộ Công an, xem như ông Tô Lâm bị chống lưng. Ngoài ra, đôi cánh trợ giúp Tô Lâm bay cao, đồng thời cũng che chở cho hai bên sườn của Tô Lâm, nó không bị hở, giờ đây đã không nắm được vị trí bộ trưởng, mà một đệ tử có bị điều đi thì chẳng khác nào Tô Lâm vừa bị chống lưng vừa bị hở sườn. Ghế Chủ tịch nước quyền lực yếu nhưng lại thường xuyên đón bão rất lớn. Lịch sử từ năm 2018 cho đến nay đã chứng minh điều đó. Ngồi vào ghế này nếu hậu thuẫn không vững, không đủ đồ chơi thì rất dễ gặp họa. Nay mọi đối thủ đều đang nhắm vào Tô Lâm. Không chỉ người dân mà ngay cả các đồng chí của ông đều đánh giá ông là con người rất nguy hiểm. Mà một khi đã biệt liệt vào hàng nguy hiểm thì những bất trắc có thể đến với ông bất cứ lúc nào. Bởi không thể nào lường hết được những thủ đoạn của các nhóm chính trị khác nhau trong đảng. Trần Đại Quang cũng từng ngồi vào ghế Chủ tịch nước trong tình thế chống lưng và hở sườn. Lúc đó ông Quang không đưa được đệ tử ruột lên ghế bộ trưởng. Đã vậy em trai ông là Trần Quốc Tỏ đã bị đẩy ra khỏi Bộ Công an về làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, và cái kết của Trần Đại Quang thì mọi người đều đã rõ. Lần này khi đã chốt kèo Bộ Chính trị, Tô Lâm cũng lâm vào tình cảnh gần giống với Trần Đại Quang trước đây. Tuy nhiên hậu thuẫn của Tô Lâm vẫn tốt hơn Trần Đại Quang, bởi vẫn còn Lương Tam Quang và cả phe nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an. Không rõ sau khi Phan Đình Trạc đã yên vị ở ghế Bộ trưởng thì ông có đẩy được Lương Tam Quang ra khỏi Bộ Công an hay không. Nếu ông Trạc thành công thâu tóm được Bộ Công an thì xem như Tô Lâm rơi vào cảnh cá nằm trên thớt. Khi đó Tô Lâm rất dễ trở thành Trần Đại Quang thứ hai. Nếu kịch bản diễn ra đúng như thông tin rò rỉ thì số phận của Tô Lâm sẽ rất mong manh. Cuộc chiến cung đình vẫn còn đang rất khốc liệt và chưa thật sự đi đến cao trào. Tất nhiên Tô Lâm với sức mạnh của vũ lực và nguồn tin mật trong tay, ông đủ khôn ngoan và tỉnh táo để bản thân không rơi vào thế bí. Tuy nhiên một khi bị dồn vào đường cùng thì rất có thể Tô Lâm làm liều. Ông cũng có bài học từ Trần Đại Quang để giữ cho bản thân cẩn trọng, để không dẫm lại vết xe đổ của ông Quang. Sức khỏe của ông Trọng hiện nay đang là một dấu hỏi to tướng, không chỉ dư luận trong nước thắc mắc mà báo chí quốc tế cũng đặt nghi vấn về điều này. Thông tin rò rỉ cho biết, ông Trọng thường xuyên phải vào bệnh viện 108 để mà kiểm tra máu. Nếu ông không thể kéo dài tuổi thọ đến hết nhiệm kỳ mà ra đi trước đại hội 14, thì có thể sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa các phe trong đảng. Tất nhiên là lúc đó không thể thiếu Tô Lâm. Và cũng đương nhiên người dân không có cửa trong cuộc chiến của các đại quan đầu triều. Lại nói về Phan Đình Trạc, nếu ông ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì đấy là lợi thế cho ông và nhóm Nghệ An của ông. Tuy nhiên, để loại bỏ những nhân sự chủ chốt mà Tô Lâm đã gây dựng suốt 8 năm qua tại Bộ Công an cũng không phải là điều dễ dàng gì. Vì vậy, rất khó để tạo ra thế chống toác lưng đối với Tô Lâm. Phim hài vẫn còn dài, chúng ta hãy cùng chờ xem đến phút chót để biết kết cục sẽ ra sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ngồi ghế ma ám vừa chống lưng vừa hở sườn, Tô dễ bị chầu ông bà.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đem quân xâm lược Mỹ, vượng biên giới thổ đánh úp tại Bản Doanh. Nhà sản xuất xe điện Biden của Trung Quốc dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện quy mô khoảng 100 hecta tại khu công nghiệp Phú Hà thuộc tỉnh Phú Thọ của Việt Nam. Hiện nay, công ty Biden là công ty xe điện có doanh số lớn nhất thế giới, vượt qua cả Tesla nếu tính luôn dòng hybrid. Đây là hãng xe đang trên thị trường thế giới nổi lên rất nhanh. Họ đã đứng vững tại thị trường nội địa Trung Quốc với 1,4 tỷ dân và đang từng bước phủ sóng tại thị trường Đông Nam Á. Tại Thái Lan, thương hiệu xe điện này đã trở nên phổ biến. Chỉ mới một vài năm qua, xem như thị trường Thái Lan đã chấp nhận thương hiệu này. Vừa bị sa lầy tại thị trường Mỹ, VinFast đã bị đối thủ tấn công ngay tại thị trường nội địa. Với doanh số vượt qua cả Tesla, nhưng hãng Biden vẫn chưa tiến vào thị trường Mỹ mà đang tìm cách chiếm lĩnh các thị trường dễ tính trước. Hồi đầu năm nay, đại diện của Biden trả lời phỏng vấn của truyền thông rằng hãng sẽ xác định địa điểm đặt nhà máy ở Mexico trước cuối năm nay và sẽ sản xuất khoảng 150.000 chiếc xe mỗi năm. Được biết, Mexico là thị trường 125 triệu dân và cũng khá tương đồng với thị trường các nước phát triển, nhưng lại là quốc gia nằm trong khối Hiệp định Thương mại Tự do Thương mại Bắc Mỹ. Việc đầu tư nhà máy tại Mexico sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì họ không áp đặt nhiều tiêu chuẩn khắt khe như Mỹ. Ví dụ tiêu chuẩn về môi trường. Hơn nữa, nhân công ở Mexico cũng rẻ hơn nhân công tại Mỹ, nên xe sản xuất ra sẽ có giá thành mềm hơn xe sản xuất tại Mỹ. Phạm Nhật Vượng đem quân đổ bộ sang Mỹ mà không nghiên cứu thị trường, không chuẩn bị kỹ, giờ đây đã sa lầy. Vốn cần thiết để xây dựng nhà máy và duy trì hoạt động vẫn chưa huy động đủ. Giả sử VinFast có thể huy động đủ vốn để xây nhà máy tại Mỹ, thì xe VinFast sản xuất ra cũng bị đội giá vì chi phí sản xuất rất cao. Trong khi đó, Biden sản xuất xe tại Mexico rồi xuất sang Mỹ sẽ có ưu thế hơn rất nhiều về giá. Hơn nữa, xe sản xuất ra rồi bán ở thị trường Mexico cũng là giải pháp tốt. Như vậy, trong khi Phạm Nhật Vượng Mỹ tiến, thì tại Việt Nam, sân nhà của VinFast đã bị Biden lăm le tấn công. Biden đã khẳng định được vị thế tại Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác, họ có thể hoàn toàn an tâm khi xâm nhập thị trường Việt Nam, bởi thị trường Việt Nam không thể khó hơn thị trường Thái Lan. Giả sử Việt Nam không chuộng xe Biden thì các thị trường khác trong khu vực sẽ tiêu thụ các xe này. Hàng Trung Quốc luôn có lợi thế cạnh tranh về giá so với hầu hết các nước trên thế giới, do đó việc cạnh tranh về giá với xe Trung Quốc là bất khả thi. VinFast chỉ có thể cạnh tranh bằng chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng xe VinFast lại là một câu hỏi to tướng với quá nhiều thông tin bất lợi. Thay vì tiếp thu góp ý, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng xe, thì ông Vượng lại chỉ quan tâm đến việc dập tắt những thông tin tiêu cực về VinFast. Đây là một điểm trừ rất lớn đối với VinFast trong ấn tượng của một khách hàng và đối tác. VinFast đang gặp khó khăn trong mọi thị trường bởi chiến lược sai lầm của ông Vượng. Chưa biết Biden có được người Việt Nam ưa chuộng hay không, nhưng có một bất lợi rất lớn với hãng xe Trung Quốc, đó là người Việt Nam rất ác cảm với hàng hóa, đặc biệt là xe giá rẻ có nguồn gốc tại Trung Quốc. Nguyên nhân là hàng Trung Quốc chất lượng quá thấp, thường xuyên hư hỏng. Cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, xe Trung Quốc đã làm cho người Việt Nam tởn tới già vì chất lượng quá tệ và gây nguy hiểm cho người sử dụng, mặc dù giá của nó rất rẻ. Không biết Biden có thuyết phục được khách hàng Việt Nam bỏ qua cảm thương hiệu với Trung Quốc hay không. Để làm được điều này, cần có chiến lược marketing đúng đắn, lâu dài và bền bỉ. Tuy nhiên, dù người Việt Nam không chuộng xe tàu, thì Biden vẫn có thể xuất xe của họ sang các nước Đông Nam Á kế cận với chi phí không quá cao. Đấy là sự khác biệt trong chiến lược xây dựng nhà máy của Biden và VinFast. Biden để lại đường lùi cho mình, còn VinFast thì không. Đã tham gia sân chơi toàn cầu thì VinFast cần xây dựng hệ thống phân phối và hậu mãi riêng, chuẩn hóa trên toàn cầu như các hãng xe lớn trên thế giới vẫn đang làm. Nếu cứ chỉ dựa dẫm vào lòng yêu nước,
thì VinFast không thể đấu nổi với Biden ngay trên sân nhà. Bởi hãng này đã thực hiện hệ thống phân phối và hậu mãi đạt tiêu chuẩn trên toàn cầu. VinFast cần phải thay đổi nhiều thì may ra mới không bị mất thị phần trên sân nhà. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đem quân xâm lược Mỹ vượng với đối thủ đánh úp đại bản doanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.